Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em Tùng ngày hôm nay. Đầu tiên Tùng chúc em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ nhé. Thì hôm nay em mới về được cho anh em 495 buổi cực kỳ VIP, cực kỳ đẳng cấp để chia sẻ cho anh em nhé. Anh em cố gắng theo dõi hết clip của em để lựa chọn cho mình những cái chiến binh anh em cảm thấy ưng ý anh em nhé. Đầu tiên trên màn hình là bé T01, một bé đầu ngoại nhào anh em nhỉ. Hầu trâu rồi anh em ạ, hầu siêu khủng luôn. Đầu thủ cực kỳ to, thái độ cực kỳ tốt anh em nhé. Đấy, vừa về vừa cho ra lồng, lông lá chưa tắm táp gì kìa. Em chuẩn bị gọi là cho ra để cho em nó tắm đây, nhưng em chưa kịp tắm, em quay luôn clip cho anh em. Yếm, hai quả yếm anh em nhỉ, hai quả yếm như hai ngón tay cái ở hai bên anh em nhé. Hầu thì siêu to luôn, đầu thủ to. Một bé màu, nó bây giờ cui không phải cui anh em ạ, nó màu nó ngắn ngắn. Đấy, lết thế chim phát săn sục cực kỳ tốt luôn. Con này cực kỳ nhạy chơi cánh anh em nhé. Hầu thì hầu trâu luôn rồi. Hầu nó to như cái lăm đấm anh em ạ. Thì có ra bộ anh em nhìn hầu kìa. Khiếp chưa anh em? Hầu to hơn cả cái đầu. Rất nhạy chơi cánh anh em nhé. Em chim này cực kỳ nhạy chơi cánh. Đấy, thái độ cực kỳ tốt anh em nhé. Chim vừa về vừa mới bỏ ra lồng đấy. Anh em ưng em T01 này thì cứ như máy alo trực tiếp số điện thoại của em nhé. Và em chim này em chia sẻ lại cho anh em với cái giá là 1,5 triệu anh em nhé. 1,5 triệu bé chim T01. Tiếp theo là đến bé T02, một bé màu đinh tê gáy ngựa, gáy sư tử luôn anh em nhé, chứ không phải gáy ngựa đâu anh em ạ. Lên bộ siêu VIP luôn. Ui trời, anh em nhìn quả khi nó lên bộ nó hót cái hầu với cái gáy của nó khủng khiếp luôn anh em ạ. Mặt quỷ anh em nhé, đinh tê gáy sư tử mặt quỷ luôn, cực kỳ VIP. Mùi nó lên bộ cái đầu nó to hơn cả cái người anh em ạ. Đấy, chim vừa về nhà vừa cho ra lồng ấy, tách ra và quay luôn chia sẻ cho anh em. Đây những bé chim phải nói là cực kỳ xuất sắc để về anh em gột dàn gột cà phê chơi anh em nhé. Đầu thủ to mặt dữ, ui nó lên quả hầu với quả gáy nó khủng khiếp luôn anh em ạ. Anh em thấy đã đủ chất chưa? Đấy, con chim này mà anh em về anh em gột gọi là mất khoảng 1-2 tháng anh em cho ăn chế độ tốt một tí, phơi nắng tập lực, nó lên bộ nó còn khiếp hơn nữa anh em nhé. Nhìn ngắm không đã thấy phê rồi anh em ạ. Đấy, anh em nhìn, ôi lên quả hầu bò kìa. Gáy phồng lên, gáy lông dựng lông lên anh em ạ. Đúng là gáy sư tử. Em nhìn quả gáy uy tín chưa? Ui, nó lên bộ khiếp luôn. Đấy, em T02 này thì em chia sẻ nhanh cho em với cái giá là 1,7 triệu anh em nhé. 1,7 triệu bé T02. Đấy, anh em nào mà thấy gọi là phù hợp với cái túi tiền, phù hợp với mẫu chim anh em tuyển, anh em cứ nhấn máy alo cho em. Còn anh em thấy điều kiện kinh tế chưa phù hợp thì có thể là cứ xem clip của em, xem vui vẻ, xem giải trí, bớt chút thời gian ủng hộ cho em, xin một nút like, một đăng ký kênh, gọi là tạo cho em một cái động lực để em đi tuyển cho anh em những con chim VIP và lên cho anh em những cái clip thật là xuất sắc để anh em gọi là xem thư giãn giải trí cũng được anh em nhé. Đây bé T02 em chia sẻ cho anh em với phí là 1,7 triệu anh em nhé. Đấy, chim thì chưa được tắm táp gì đâu, vừa về quay luôn clip chia sẻ cho anh em. Gọi là những con chim em đã đi tuyển chọn rất chi là kỹ. Thứ nhất là cái bóng bộ nó phải đẹp, tố chất già rừng và anh em gột nó mới xứng đáng anh em ạ. Hiểu anh em cái thích chim mướt mát, gọi là đẹp về cái bộ lông hình thức ấy, mà con chim chất lượng nó không tốt thì về anh em gột cũng chả để làm gì cả. Lông xấu thì có thể là chăm lại. Đấy, những con chim bẫy đấu này thường thường là lông nó không thể đẹp đấy anh em nhé, vì sập vào lồng bẫy ấy, mắc lưới bẫy đâm ra là bị mồi nó mổ nữa, đâm ra là con chim cái lông lá nó chưa được mượt mà, vẫn chưa được tắm nữa. Và tiếp theo là đến bé T03 anh em nhé, một bé màu yếm khóa cổ anh em ạ, gọi là còn một tí tì nữa thôi là yếm nó chạm vào nhau luôn. Một bé màu lân cui anh em nhé. Đấy, thực ra là em thì em có phải nói thật, vì con chim bắt của anh em thợ bẫy thì con nó thực tế con chim nhào là cứ báo anh em như thế. Thực ra là cái lân cui hay không thì không quan trọng, nhưng quan trọng là bây giờ cái chất con chim này màu cực kỳ dày, màu ngắn ngắn đổ lân, gốc màu siêu dày luôn, yếm đen xì gần như chạm vào nhau anh em nhìn chưa, gần như chạm vào nhau. Đấy, nghe tiếng chim phát săn sục cực kỳ tốt luôn, ra giọng tốt, săn sục tốt, rất gấu chim, mau chơi anh em. Đấy, nghe thấy tiếng chim phát đảo tìm liên tục luôn, con này thì cực kỳ mau cầu anh em nhé.
cực kỳ mau cầu cho anh em. Và em T03 này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 1.6 triệu anh em nhá. 1.6 triệu bé T03. Nói chung là giá cực kỳ hợp lý đấy. Mau chơi anh em. Đấy, nghe tiếng chim phát săn sục đảo cầu cực kỳ tốt luôn. Đảo tốt chưa anh em? Ra giọng tốt luôn anh em nhá. Thái độ ra giọng tốt luôn, màu thì siêu dày luôn. Yếm đen xì, còn một tí tí nữa là chạm vào nhau. Gọi là yếm, gọi là anh em gọi là một chiếc khăn quàng cổ, yếm khóa cổ được rồi. Đấy, phí thì em báo công khai trên clip và em báo chỉ phí chim với anh em nhá. Anh em nào yêu quý em nào thì alo cho em và em nhận chuyển khoản trước khi chuyển chim. Anh em nào thấy em thực sự tin tưởng em thì nhưng mà alo cho em. Còn anh em chưa thấy tin tưởng thì có thể theo dõi thêm clip của em. Khi nào mà thấy em Tùng có đủ độ tin tưởng thì anh em ủng hộ em sau cũng được, không vấn đề gì anh em nhé. Yếm gân khóa cổ anh em ạ, giết chưa. Và cuối cùng của ngày hôm nay là bé T04 anh em nhé. Một bé màu luân, bộ siêu mẫu luôn anh em ạ. Yếm đen kịt, hầu bò, màu siêu dày. Bóng bộ này thì mắc phê luôn anh em ạ. Mặt quỷ luôn, mặt siêu dữ. Cao cầu, lông mỏng, trường chim, chân to, thái độ rất chi là tốt anh em nhé. Mặc dù chim vừa về vừa mới ra lồng. Gấu chơi anh em, màu lân vút theo cái em mà màu cao chót vót luôn anh em ạ. Người dài nhằng luôn. Hầu bò lên đầu thủ cực kỳ to, cực kỳ giữ chim luôn. Đấy, anh em thấy chưa, lên bộ mắc phê luôn. Nói chung là 4 em chim ngày hôm nay toàn những em chim đẹp xuất sắc luôn. Anh em nào yêu quý em nào thì cứ như mày alo cho em. Em chim nào cũng đỉnh anh em ạ. Mà giá thành thì hôm nay quá là ok rồi. Em T04 này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 1.7 triệu anh em nhé. 1.7 triệu bé T04. Đấy, anh em ưng em nó thì nhưng mày alo trực tiếp số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0947 762 666. Em vẫn có ship đi mọi miền tổ quốc cho anh em. Quá chất luôn anh em ạ. Hầu bò, gáy ngựa, màu lân, cao chót vót luôn. Lông mỏng trường chim, chân tay già đét luôn. Ui, lên quả hầu quả gáy uy tín chưa anh em. Đấy, clip hôm nay thì em có chia sẻ cho anh em 4 em chim. Anh em ưng em nào thì nhớ alo cho em nhé. Thôi, em cũng xin kết thúc clip tại đây. Chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em. Chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người.